Biển Đỏ dậy cơn sóng lớn sau đợt tập kích của Houthi vào tàu hàng khiến 3 người thiệt mạng. Các thành viên còn lại trong thủy thủ đoàn thoát chết như thế nào? Cuộc chiến Gaza vẫn đỏ lửa. Israel khẳng định đã phải trả giá đắt cho chiến dịch tiêu diệt Hamas. Khi giao tranh tiếp diễn, người dân Gaza đối mặt bi kịch nối tiếp bi kịch. Số người chết vì nạn đói tăng nhanh. Ở Đông Âu, diễn biến tiếp tục sôi sục. Toàn bộ tàu chiến Nga được báo cáo đã bốc hơi khỏi Biển Đen sau đợt tập kích mới nhất của Ukraine. Thực hư ra sao? Theo Wall Street Journal, Ukraine đang tích cực xây dựng công sự để đối phó trước cuộc tấn công đáng gờm sắp tới của Nga. Đáng chú ý, sĩ quan Nga cảnh báo xung đột Ukraine có thể leo thang thành cuộc chiến toàn châu Âu. Trong khi đó, tin báo Litva vừa cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự lâu dài ở vùng Baltic. Theo trang Avio Pro, Nga có thể đã dùng tác chiến điện tử để cản trở cuộc tập trận lớn nhất của NATO. Mới đây, còi báo động không kích đã vang lên khắp nước Nga. Nguyên nhân do đâu? Liên quan đến tình hình ở Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc kiên quyết bảo vệ quyền hợp pháp, đồng thời nói Mỹ nhận thức sai lầm. Trung Quốc vừa công bố hình ảnh về máy bay ném bom chiến lược H-6. Phương tiện này lợi hại ra sao? Loạt cuộc đụng độ giữa nông dân và cảnh sát nổ ra trên đường phố của thủ đô Ba Lan khi làn sóng biểu tình phản đối nông sản giá rẻ từ Ukraine tiếp tục tăng cao. Dịch sốt xuất huyết lan rộng thách thức ngành y tế Brazil. Ở Ý, tác phẩm Venus of the Rags, tạm dịch là Vệ nữ bên đống mùi nhùi hồi sinh từ tro tàn. Tất cả sẽ được gửi đến trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Huỳnh Ngân mến chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay. Tiếp tục diễn biến vụ tàu hàng mang cờ Barbados, MV True Confidence bị tên lửa Houthi đánh trúng trên Biển Đỏ, khiến 3 người thiệt mạng và một số người bị thương. Vừa qua, Hải quân Ấn Độ đã công bố đoạn video về cuộc giải cứu các thành viên thủy thủ đoàn của con tàu này. Vụ việc xảy ra vào hôm 6 tháng 3, cách thành phố cảng Aden của Yemen khoảng 55 hải lý về phía Tây Nam. Khi đối mặt với nguy hiểm xảy ra, đoàn thủy thủ đã ẩn náu trên chiếc bè cứu sinh. Tàu chiến INS Kolkata của Hải quân Ấn Độ đã triển khai các hoạt động an ninh hàng hải, tăng tốc đến hiện trường ở vịnh Aden. Chỉ huy Vivek Manwan, người phát ngôn của Hải quân, đã cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động cứu hộ, nói rằng tàu INS Kolkata đã đến lúc 4 giờ 45 phút chiều và nhanh chóng thực hiện cuộc giải cứu bằng cách sử dụng máy bay trực thăng và thuyền tích hợp. Đoàn thủy thủ gồm cả những người bị thương nặng đã nhận được viện trợ y tế thiết yếu từ đội ngũ y tế của con tàu. Sau khi giải cứu thành công, tất cả 21 thành viên của đoàn thủy thủ cùng với những người bị thương đã được sơ tán đến Djibouti trong cùng ngày. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh toàn cầu ngày càng lo ngại trước các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Trong vài tuần qua, Hải quân Ấn Độ đã tích cực tham gia vào việc hỗ trợ cho các tàu buôn ở Tây Ấn Độ Dương sau các cuộc tấn công của Houthi. Ở chao lửa Gaza, quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt gần 20 chiến binh Palestine trong các hoạt động quân sự trên khắp vùng lãnh thổ này trong 24 giờ qua. Thông tin được hãng tin Al Jazeera đăng tin. Theo thông báo, một máy bay Israel đã nhắm mục tiêu vào các chiến binh ở khu vực Ankara của Khan Yunis, thành phố lớn nhất miền nam Gaza, thành công tiêu diệt 6 người. Một chiến binh khác bị vô hiệu hóa ở phía tây đô thị này. Các hoạt động quân sự của Israel ở miền trung Gaza giết chết thêm 10 tay súng. Hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin, những cuộc tấn công gần đây của Israel tại trung tâm giải đất ven Địa Trung Hải đã làm nhiều dân thường thiệt mạng. Cơ quan Y tế Gaza báo cáo hôm 7 tháng 3, ít nhất 30.800 người Palestine đã thiệt mạng và gần 72.500 người khác bị thương trong chiến dịch quân sự kéo dài gần 5 tháng qua của Israel ở Gaza. Cơ quan phát thanh truyền hình Israel mới đây đưa tin, Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết nước này đã phải trả một cái giá đắt trong cuộc chiến ở Gaza. Ông Halevi đã đưa ra nhận xét này trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của các sĩ quan hải quân ở Haifa. Với sự hiện diện của Tổng tư lệnh Hải quân Israel, Phó Đô đốc David Zah Salama. Ông Halevi nói, quân đội Israel đã hoạt động trên biển, trên bộ và trên không trong hơn 150 ngày trên một số mặt trận, đạt được những thành tựu đáng kể mỗi ngày. Ông nói thêm, nhưng bên cạnh nhiều thành tựu trong cuộc chiến,
chúng ta đã phải trả giá đắt và mất đi các chỉ huy và quân đội. Ông Halevi chỉ ra rằng, việc kiểm soát khía cạnh hàng hải vô cùng cần thiết cho an ninh của Israel, bắt đầu với an ninh vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế, bảo vệ tài sản chiến lược và cơ sở hạ tầng. Ông nói, thông thường, lực lượng hải quân sẽ được kết hợp với các hoạt động của lực lượng mặt đất và không quân, cho phép quân đội Israel thực hiện các hoạt động phức tạp. Ông Halevi cho biết, sự hội nhập chung giữa các lực lượng này giúp tăng cường lợi thế về chất lượng của quân đội Israel. Ông lưu ý rằng, tầm quan trọng của việc đào tạo trong thời chiến được nhân lên gấp bội so với thời gian bình thường. Ông Halevi cũng đề cập đến cuộc tranh luận ở Israel về dự thảo luật mà chính phủ trình bày cho Quốc hội loại những người Do Thái chính thống giáo cực đoan khỏi nghĩa vụ quân sự. Về vấn đề này, ông nói, tập trung vào quân đội là cách duy nhất để đảm bảo rằng cái chết của những người lính trong chiến tranh không phải vô ích. Theo số liệu được công bố bởi quân đội Israel, 586 sĩ quan và binh lính của nước này đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào ngày 7 tháng 10. Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự chết người, hiện đang ở ngày thứ 152 trên dải Gaza kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Hơn 30.700 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 72.000 người khác bị thương. Theo số liệu được Cơ quan Y tế Gaza cập nhật, số người Palestine chết vì nạn đói ở dải Gaza đã tăng lên 20 người, trong bối cảnh Israel tiếp tục phong tỏa và thực hiện các hành động quân sự trên khắp vùng đất này. Người phát ngôn Cơ quan Y tế Gaza, Ashraf Andra, nói nạn đói ở miền Bắc Gaza đã trở nên tồi tệ, gây nguy hiểm đến tính mạng con người, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Hai trường hợp tử vong mới nhất là một thiếu niên 15 tuổi và một người đàn ông 72 tuổi. Họ chết vì suy dinh dưỡng và mất nước tại Bệnh viện Al-Shifa và Bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza hôm 6 tháng 3. Ông Al-Wadra cảnh báo hàng ngàn người đang có nguy cơ chết đói, qua đó kêu gọi các hỗ lực nhân đạo và y tế ngay lập tức cho vùng Palestine. Người phát ngôn đồng thời cáo buộc Israel cố tình tiến hành các cuộc thảm sát kinh hoàng nhằm vào hàng ngàn người đang thiếu ăn ở phía Bắc Gaza. Ông kêu gọi Liên Hợp Quốc thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo và y tế tại khu vực này. Trong bối cảnh nhu cầu viện trợ gia tăng đỉnh điểm ở Gaza, một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan đang xem xét sử dụng con đường quân sự của Israel giáp với dải Gaza để cung cấp hàng cứu trợ cho hàng trăm ngàn người dân ở phía bắc vùng đất. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng ít nhất 576.000 người ở Gaza, 1/4 dân số, đang trên bờ vực nạn đói. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Jamie McGondrick cho biết, cơ quan họ trong tuần qua đã thúc đẩy Israel sử dụng con đường quân sự dọc biên giới Gaza để vận chuyển viện trợ. Hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu xảy ra hôm 29 tháng 2 tại khu vực phía bắc dải Gaza khi họ đang chờ nhận hàng viện trợ. Ông McGondrick nói với các phóng viên, kể từ vụ việc tuần trước, tôi nghĩ Israel đã thấy khá rõ việc cung cấp hỗ trợ khó khăn như thế nào. Theo ông, viện trợ hiện có thể đến phía nam Gaza thông qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập và Kerem Shalom từ Israel. Theo kế hoạch mới nhất của Liên Hợp Quốc, các đoàn xe viện trợ sẽ được kiểm tra tại các cửa khẩu đó, sau đó được hộ tống qua lãnh thổ Israel dọc theo con đường quân sự đến làng biên giới Biri của Israel. Một khi chúng tôi vào bên trong Gaza, chúng tôi sẽ được tự đi, ông McGondrick nói, đồng thời thêm rằng Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành kiểm tra tuyến đường mới vào ngày 7 tháng 3 để đảm bảo không có bom mìn và xác định các điểm phân phối viện trợ phù hợp. Theo điều phối viên Liên Hợp Quốc, việc sử dụng tuyến đường này để đến phía Bắc Gaza cho phép các đoàn xe viện trợ tránh được tình trạng tắc nghẽn đường xá và tình trạng mất an ninh trong khu vực. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP đã tạm dừng việc giao hàng tới miền Bắc Gaza vào ngày 20 tháng 2 do các lo ngại về an toàn. Bên cạnh đó, ông McGondrick nêu ra các con đường viện trợ khác, bao gồm cảng Ashdod của Israel và các chuyến hàng không của Hoa Kỳ và Jordan. Ông cho rằng những tuyến đường này là hữu ích nhưng sẽ không thể giải quyết được những nhu cầu quan trọng chỉ có thể thực hiện được bằng vận tải đường bộ. Theo hãng tin Al Jazeera,
Mới đây, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell, thông báo EU mở cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền của Israel ở Gaza. Nhà ngoại giao hàng đầu của khối 27 nước châu Âu đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ nhất để lên án hành động của Israel trên vùng lãnh thổ Palestine. Ông Borrell bày tỏ lo ngại về việc Israel sát hại hơn 100 người Palestine đang tìm kiếm hàng cứu trợ. Ông nói vụ việc này cho thấy cộng đồng quốc tế cần hành động quyết liệt hơn để cứu dân thường Gaza khỏi nạn đói và bạo lực. Sau 5 tháng giao tranh, chiến dịch của chính phủ Israel đã phơi bày rằng mục tiêu của họ vượt xa việc tiêu diệt Hamas. Ông Borrell nói, đề cập đến cam kết của một tướng quân đội Israel về việc biến Gaza thành một nơi không thể sống được. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU nói thêm, ngoài nỗ lực thúc đẩy chấm dứt giao tranh, cộng đồng quốc tế cần giúp đảm bảo một nhà nước cho người dân Palestine. Bất chấp sự phản đối của chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chúng ta vẫn phải đoàn kết đối với giải pháp hai nhà nước và nhanh chóng thực thi mục tiêu này, ông Borrell nhấn mạnh. Trong khi đó, tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp lưỡng hội ở Bắc Kinh ngày 7 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc đến cuộc chiến đang tàn phá Gaza là một thảm kịch nhân loại và là nỗi ô nhục đối với nền văn minh con người. Thông tin được hãng tin Al Jazeera đăng tải. Khi được các phóng viên hỏi về xung đột ở Gaza, ông Vương cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, yêu cầu cộng đồng quốc tế hành động kịp thời để đạt được mục tiêu đó. Nhà ngoại giao lưu ý về quyền được sống của người dân Gaza. Ông Vương đồng thời kêu gọi trả tự do cho tất cả những người còn bị giam giữ ở Gaza và nối lại tiến trình đàm phán hòa bình. Ông nhấn mạnh sự ủng hộ của Trung Quốc đối với giải pháp hai nhà nước, bởi đó là cách duy nhất để chấm dứt xung đột Israel-Palestine kéo dài dai dẳng suốt nhiều thập kỷ qua. Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Trung Quốc còn kêu gọi công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, ám chỉ đến thành viên nào đó trong Liên Hợp Quốc không cản trở nỗ lực này. TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cũng đề cập đến chủ đề chiến tranh trong phát biểu tại sự kiện Liên hoan Thanh niên Thế giới. Ông nói rằng bất kỳ cuộc xung đột và hành động thù địch nào cũng đều là thảm kịch. Tình hình thế giới phức tạp, có nhiều vấn đề và nhiều điểm nóng. Ở đây, chúng tôi có xung đột với những người hàng xóm lân cận. Sự thù địch đang diễn ra. Đó là bi kịch khi phải giao chiến với nhau. Có người chết rồi bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại sự kiện Liên hoan Thanh niên Thế giới WYF 2024 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 3 tại Sochi, vùng Krasnodar miền nam nước Nga. Tổng thống Putin cũng chỉ trích tiêu chuẩn kép của phương Tây liên quan đến các cuộc xung đột trên khắp thế giới. Ông nhắc lại rằng Mỹ đã hành động ở Iraq, Syria và Nam Tư cũ mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu họ được phép, tại sao các quốc gia khác không được phép bảo vệ lợi ích sống còn của họ theo cách tương tự? Ông Putin nói. Trước đó, trong thông điệp liên bang năm 2024, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích phương Tây muốn làm suy yếu Nga. Phương Tây kích động xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông và những nơi khác trên thế giới, và họ vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng Nga muốn tấn công châu Âu. Đó là những tuyên bố hoàn toàn vô nghĩa, Tổng thống Putin nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ những thông tin gần đây trên truyền thông Mỹ cho rằng Nga đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Ông Putin cảnh báo phương Tây về hậu quả thảm khốc khi muốn can thiệp vào các vấn đề an ninh nội bộ của Nga. Ông nói, những nỗ lực can thiệp vào nội bộ Nga có thể kích động cuộc xung đột quy mô lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu trên của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba, với mức thiệt hại nhân mạng quá lớn, nhưng giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Cập nhật xung đột Đông Âu, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, quân đội nước này đã chặn 6 máy bay không người lái của Ukraine đang nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ của đất nước. Theo báo cáo, một UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời vùng Kursk vào rạng sáng ngày 7 tháng 3 theo giờ địa phương. Ba chiếc được ghi nhận ở vùng Bryansk và hai tại vùng Tula. Ông Alexander Bugomas, thống đốc vùng Bryansk, trước đó báo cáo về hai vụ đánh chặn máy bay không người lái. Cả hai đều không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào trên mặt đất. Ông Roman Starovoy, người đứng đầu chính quyền vùng Kursk, đã cảnh báo trên không. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cảnh báo đã được rút lại sau đó khoảng 3 giờ.
Tại vùng Voronezh, thống đốc Alexander Gusev cũng khuyến cáo người dân về mối đe dọa có thể xảy ra. Cả ba khu vực Kursk, Vryansk và Tula đều nằm giáp biên giới với Ukraine và thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Trước đó một ngày, UAV Ukraine đã tập kích một kho nhiên liệu ở vùng Kursk cách biên giới khoảng 100 km, dẫn đến hỏa hoạn lớn, một chiếc khác đâm vào kho chứa nguyên liệu và dầu nhờn của nhà máy lọc quặng. Trong khi đó, trên chiến trường, quân đội Nga cũng báo cáo chiến tích mới khi phá hủy thêm một xe tăng M1 Abrams do Mỹ gửi đến Ukraine. Đây là chiếc thứ ba thuộc loại này bị Nga phá hủy trong những ngày gần đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe tăng Abrams mới nhất bị vô hiệu hóa trong một cuộc giao tranh gần thành phố Avdiivka, nơi Moscow tuyên bố giải phóng vào tháng trước. Lực lượng Nga đã phá hủy chiến tăng Mỹ chỉ bằng một phát đạn từ xe tăng T-72B3. Theo các quan chức, Kiev cũng tổn thất gần 500 quân, một xe tăng khác, 4 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép, một hệ thống phòng không di động Buk và một số phương tiện quân sự khác trên mặt trận miền Đông. Hãng thông tấn RIA Novosti đã đăng tải video quay lại cuộc đọ sức giữa xe tăng Nga và Mỹ. Hình ảnh cho thấy chiếc Abrams bị phá hủy ở một khu vực nông thôn. Xe tăng Nga bắn vào lớp giáp của chiến tăng Mỹ trước khi mục tiêu phát nổ. Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin. Xe tăng Abrams lần đầu được nhìn thấy trên chiến trường Donbass là vào cuối tháng 2, vài tháng sau khi giới chức Mỹ xác nhận hoàn tất chuyển giao 31 chiếc Abrams cho Ukraine như đã cam kết. Ngay sau khi những chiến tăng Mỹ đầu tiên được báo cáo gần Avdiivka, Nga tuyên bố phá hủy 2 trong số chúng, với chiếc đầu tiên bị tiêu diệt sau đòn tấn công của máy bay không người lái và súng phóng lựu chống tăng. Còn chiếc thứ 2 bị vô hiệu hóa khi trúng đạn chống tăng và sau đó bị một đội xung kích phá hủy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng tuyên bố bất kỳ vũ khí nào được cung cấp cho Ukraine sẽ đều bốc cháy và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất cũng không ngoại lệ. Phía ngược lại, Hải quân Ukraine cho biết, tính đến ngày 6 tháng 3 vừa qua, lực lượng họ không còn phát hiện tàu chiến nào của Nga ở khu vực Biển Đen sau khi Kiev đánh chìm thành công tàu tuần tra Nga một hôm trước đó. Theo Hải quân Ukraine, các tàu chiến Nga đã bốc hơi hoàn toàn khỏi Biển Đen. Trong khi đó, một tàu Nga vẫn còn ở biển Azov và hai tàu khác ở biển Địa Trung Hải, bao gồm một tên lửa có thể mang tới 4 tên lửa hành trình Kalib. Trước đó, tàu tuần tra Sergei Kotov của hạm đội Biển Đen trị giá 64 triệu đô la Mỹ của Nga đã bị máy bay không người lái hàng hải Magura V5 tiêu diệt vào đêm 5 tháng 3 trong vùng lãnh hải của Ukraine gần eo biển Kerch. Ukraine cho biết trước vụ đánh chìm, 16 tàu Nga đã ở biển Azov, trong đó có 4 tàu vào vùng biển này từ eo biển Bosphorus. Ngoài ra, 19 tàu Nga án ngữ ở Biển Đen, trong đó có 3 tàu hướng tới eo biển Bosphorus. Lực lượng Ukraine đã thường xuyên phá hủy các tàu của hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hải quân Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Số lượng tàu bị ảnh hưởng là 27, bao gồm tàu ngầm, trong đó 14 tàu là những tàu tương đối có giá trị thuộc nhiều lớp khác nhau. Chúng bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn, tàu mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Theo dữ liệu của chúng tôi, 15 chiếc vẫn bị hư hỏng và đang được sửa chữa. Nghĩa là trong tổng số khoảng 80 chiếc, 1/3 đã bị phá hủy và một số lượng lớn bị hư hại. Ông Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine hôm 6 tháng 3 cho biết. Wall Street Journal dẫn lời các quan chức phương Tây và binh lính Ukraine hôm 7 tháng 3 cho biết, quân đội Ukraine đang xây dựng các công sự để đối phó với cuộc tấn công sắp tới của Nga. Tuy nhiên, có một số lo ngại rằng tiến độ xây dựng vẫn chưa đủ nhanh. Kể từ cuối năm 2023, nhiều nhà quan sát đã ghi nhận sự tiến bộ mờ nhạt trong các nỗ lực củng cố của Ukraine khi Nga bắt đầu chủ động tấn công ở một số khu vực của mặt trận. Sau khi Nga chiếm được Avdiivka và một số ngôi làng lân cận trong vài tuần qua, các quan chức Ukraine dự đoán Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công đáng gờm hơn trong những tuần tới. Phó chỉ huy của lữ đoàn tấn công thứ 3 của Ukraine, ông Maxim Sorin cho biết, những gì đang xảy ra hiện nay là những gì mà Nga đã dành một thời gian dài để chuẩn bị. Nga đã tập hợp đủ lực lượng và nguồn lực để gây áp lực lên các trục khác nhau cùng một lúc. Từ chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới, quân đội Ukraine đang xây dựng các chiến hào và mương chống tăng.
Theo Wall Street Journal, những người lính Ukraine phải tự xây dựng chiến hào ngay cả khi đang bị bắn. Nhà phân tích quốc phòng Frank Stephen Gady nói với Wall Street Journal rằng việc thiếu các hệ thống phòng thủ nhiều lớp dọc theo tiền tuyến là mối quan tâm của Ukraine. Tình hình sẽ trở nên khá nghiêm trọng đối với lực lượng Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống phòng thủ, kêu gọi các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và quân đội tham gia vào nỗ lực chung. Thủ tướng Denis Mihan cho biết vào đầu tuần này rằng Ukraine đã dành gần 790 triệu đô la để xây dựng các công sự. Các chuyên gia của Business Insider mới đây nhận định, Ukraine đã không tập trung vào các nỗ lực phòng thủ xung quanh thành trì chiến lược Avdiivka ở Donetsk. Và giờ đây họ đang phải trả giá đắt khi Nga liên tục đạt đà tiến quân ở hướng này. Theo báo cáo trên chiến trường, các lực lượng Ukraine tác chiến ở gần Avdiivka đang yếu thế hơn hẳn Nga về hỏa lực. Quân đội Kiev thiếu nguồn cung cấp đạn dược và đang phải chiến đấu chống lại đà tiến của Moscow vào các vị trí phòng thủ lỏng lẻo. Nga và Ukraine đã giao tranh khốc liệt ở Avdiivka trong nhiều tháng, và nhiều chuyên gia cho rằng Kiev lẽ ra nên tận dụng khoảng thời gian đó để xây phòng tuyến ở các khu vực lân cận. Avdiivka là một thành trì chiến lược được Ukraine xây dựng các hệ thống phòng thủ trong hàng chục năm. Tại đây, Kiev đã giữ chân được Nga trong một thời gian dài. Vì vậy, sau khi mất Avdiivka, các tuyến phòng thủ tương đối sơ sài của Ukraine ở xung quanh pháo đài này nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công mới của Moscow. Business Insider nhận định những tính toán sai trong kế hoạch phòng thủ và tình trạng thiếu hụt nguồn lực quân sự đã khiến Ukraine bỏ lỡ thời điểm vàng để xây dựng các phòng tuyến ở khu vực then chốt của mặt trận. Điều đó có nghĩa là quân đội Ukraine giờ đây vừa phải xây dựng phòng tuyến, vừa phải chống chọi các cuộc tấn công ồ ạt của Nga. Việc xây dựng các tuyến phòng thủ trong lúc bị tập kích liên tục khiến nỗ lực này khó khăn hơn rất nhiều. Trong vài tuần, Ukraine mất thêm một vài ngôi làng xung quanh Avdiivka sau khi tuyến phòng thủ vững chắc nhất khu vực bị sụp đổ. Hình ảnh vệ tinh về các vị trí của Ukraine ở khu vực Avdiivka cho thấy hầu hết là các lớp phòng thủ cơ bản. Serhiy Hrabrasky, một đại tá quân đội Ukraine đã nghỉ hưu, nói với báo New York Times: chất lượng của các tuyến phòng thủ này không đủ tốt để chống lại chiến thuật máy ủi khổng lồ của lực lượng Nga. Theo ông, Ukraine chưa chú trọng đầy đủ vào việc xây dựng hệ thống phòng thủ, nhưng tình trạng thiếu nhân lực và trang thiết bị cũng là một vấn đề. Tờ New York Times viết rằng, hoạt động xây dựng đã tụt lại phía sau so với nhịp độ cuộc chiến. Quân đội Ukraine mới bắt đầu quá trình lập kế hoạch xây dựng các công sự phòng thủ gần Avdiivka chỉ 3 tháng trước, nhưng tiến độ vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, Nga đã bắt đầu vạch ra chiến lược phòng thủ ở mặt trận miền Nam hơn 6 tháng trước khi Ukraine phản công, củng cố các vị trí với nhiều lớp chướng ngại vật như mìn, răng rồng, mương chống xe, chiến hào. Ngoài ra còn được hỗ trợ hỏa lực bởi bộ binh, pháo binh và máy bay. Chính điều này đã giúp Nga chặn được chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine hồi giữa năm ngoái. Nga đang đạt lợi thế lớn sau khi giành được Avdiivka vào tháng trước. Nhưng các chuyên gia cũng cho rằng địa hình ở các khu vực lân cận có thể cản đà tiến của Nga. Ukraine có thể tận dụng thời gian Nga giảm tốc độ tấn công để xây dựng phòng tuyến. Nhưng câu hỏi đặt ra là Kiev có đủ nguồn lực và thời gian để làm điều này hiệu quả hay không? Quân đội Ukraine đã huy động vốn từ cộng đồng như một cách để có nguồn tiền cho các thiết bị xây dựng như máy xúc. Tuy nhiên, việc mua thiết bị này có thể tốn kém vì một máy xúc và một phương tiện đa dụng có giá tổng cộng hơn 70.000 đô la Mỹ. Về lâu dài, Ukraine vẫn cần thêm nguồn lực từ phương Tây thông qua các gói trợ cấp để có ngân sách cho quân đội để đẩy nhanh quá trình củng cố vị trí phòng thủ. Nhưng đây cũng là thách thức lớn khi viện trợ từ các đồng minh của Ukraine ngày càng nhỏ giọt trong thời gian qua. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét phương án gửi ngân sách của lục quân Mỹ nhằm cung cấp nguồn viện trợ quân sự bổ sung cần thiết cho Ukraine. Theo Bloomberg, Mỹ dường như đang tính tới phương án sẽ gửi ngân sách quân sự của mình cho Ukraine giữa lúc nguồn viện trợ đang bị tắc nghẽn. Một trong những nguồn tin nói rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Số tiền mà Nhà Trắng được cho là đang xem xét nằm trong quỹ dự trữ của Lầu Năm Góc, khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Dẫu vậy, đây là con số rất nhỏ so với đề xuất viện trợ Ukraine trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi tới Quốc hội Mỹ. Thượng viện Mỹ vào tháng trước đã phê duyệt đề xuất viện trợ, nhưng nút thắt ở Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát vẫn chưa được tháo gỡ.
Các đảng viên phe Cộng hòa tại Hạ viện cho đến nay vẫn từ chối ủng hộ dự luật của ông Biden, với hy vọng gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ phải ban hành các biện pháp cứng rắn hơn để đối phó với dòng người di cư bất hợp pháp qua biên giới với Mexico. Sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ xảy ra vào thời điểm khá nhạy cảm với Ukraine. Kiev vài tuần qua phải rút lui khỏi nhiều vị trí tại Donbass. Giới chức Ukraine đã viện dẫn tình trạng thiếu đạn dược là nguyên nhân chính dẫn đến những tổn thất trên chiến trường. Khi xung đột Ukraine tiếp diễn sang năm thứ ba, căng thẳng giữa Nga và các nước NATO tiếp tục leo thang. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, một sĩ quan quân đội cao cấp Nga mới đây cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ lao thang thành chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Vị này đồng thời cho biết xác suất mà lực lượng Nga tham gia vào một cuộc xung đột mới đang gia tăng đáng kể. Đại tá Vladimir Zarudnitsky, người đứng đầu Học viện Bộ Tổng tham mưu quân sự của quân đội Nga, đã đưa ra nhận xét này trong ấn phẩm viết cho Bộ Quốc phòng Nga. Ông viết, khả năng xung đột Ukraine leo thang từ việc lực lượng ủy nhiệm được mở rộng cho đến việc xung đột có thể lan rộng với quy mô lớn ở châu Âu đều có thể xảy ra. Ông khẳng định thêm, nguồn gốc chính của các mối đe dọa quân sự đối với nhà nước chúng ta là chính sách chống Nga của Mỹ và các đồng minh. Những nước này đang tiến hành loại chiến tranh hỗn hợp kiểu mới để làm suy yếu Nga, hạn chế chủ quyền và phá hủy toàn vẹn lãnh thổ của Nga bằng mọi cách có thể. Khả năng nhà nước của chúng ta bị lôi kéo một cách có chủ ý vào các cuộc xung đột quân sự mới đang gia tăng đáng kể. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ của Nga với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, và Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng phương Tây có nguy cơ kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu họ gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Những bình luận của ông Zarudnitsky được đưa vào thời điểm phương Tây đang vật lộn để giúp Ukraine có thêm vũ khí và tài chính sau cuộc phản công thất bại của Kiev vào mùa hè năm ngoái và sau khi lực lượng Nga giành lại thế chủ động trên chiến trường. Ông Zarudnitsky đã ủng hộ một số thay đổi trong cách Nga tổ chức quân sự và an ninh, bao gồm việc tập trung hợp tác hơn nữa với các quốc gia thân thiện để đảm bảo an ninh của chính Nga. Trong khi đó, theo thông tin từ Bloomberg, các cơ quan gián điệp của Litva vừa báo cáo quân đội Nga hiện đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu kéo dài với các quốc gia thành viên NATO ở khu vực biển Baltic, trong bối cảnh Điện Kremlin đang mở rộng khả năng quân sự về phía Tây. Theo báo cáo chung của các cơ quan tình báo trong nước và quân đội của Litva, quân đội của Tổng thống Vladimir Putin đang tăng cường sử dụng lực lượng không quân, hải quân và hạt nhân để dự đoán tiềm năng của Nga ở Baltic. Việc này nhằm để tái sắp xếp lực lượng của Nga ở các khu vực phía Tây. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết và trang bị cho các đơn vị nhân sự và vũ khí sẽ mất ít nhất vài năm. Báo cáo tình báo của Litva cho biết, quá trình xây dựng nhằm bù đắp những tổn thất ở Ukraine, đồng thời tạo ra những khả năng mới cho cuộc đối đầu lâu dài với phương Tây. Khi chiến dịch của Nga ở Ukraine chuyển sang năm thứ ba, các thành viên NATO ở sườn phía đông của Liên minh đã ngày càng tăng cường khả năng phòng ngừa nước Nga. Trong một báo cáo gần đây, tình báo Estonia dự báo rằng Nga sẽ cần 3 đến 5 năm để xây dựng lại bộ máy quân sự của mình, đủ để gây ra mối đe dọa trực tiếp cho NATO. Báo cáo cho biết rằng Belarus đã đạt được tiến bộ trong việc thiết lập khả năng hạt nhân đáng tin cậy trên lãnh thổ của nước này sau khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược đến Belarus vào năm ngoái. Kể từ đó, chính phủ ở Minsk đã đổi mới cơ sở hạ tầng lưu trữ hạt nhân cũng như binh lính để vận hành các hệ thống hạt nhân. Lực lượng Belarus có hai phương tiện phân phối hạt nhân tiềm năng. Đầu tiên là máy bay tấn công Su-25 đặt tại căn cứ không quân Lida gần biên giới Litva và các hệ thống tên lửa Iskander-M di động tại Asipovichi ở miền trung Belarus. Một diễn biến đáng chú ý khác, trang tin Aviapro mới đây đưa tin quân đội Nga có thể đã dùng hệ thống tác chiến điện tử của mình nhằm gây gián đoạn cuộc tập trận của NATO gần biên giới. Aviapro đưa tin kể từ đầu tháng 3, hoạt động mạnh mẽ của các hệ thống tác chiến điện tử EW không xác định đã được ghi nhận trên lãnh thổ Ba Lan, Thụy Điển và Đức. Những hệ thống EW bí ẩn nói trên đã trở thành nguồn gây nhiễu, làm phức tạp hóa hoạt động của thiết bị điện tử dựa trên việc sử dụng tín hiệu đa tần số, bao gồm cả hệ thống GPS. Trước đó, báo chí Ba Lan đã đưa tin về sự gián đoạn trong hoạt động của dịch vụ định vị GPS ở nước này và khu vực hành lang Suwalski chạy dọc theo biên giới Ba Lan, Lithuania, nối vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga với Belarus.
Sự can thiệp ở cùng tần số đã được ghi nhận ở Estonia và Phần Lan, củng cố thêm cho lý thuyết về một hoạt động quy mô lớn. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng sự can thiệp có thể xuất phát từ lãnh thổ Crimea và được tạo ra bởi thiết bị tác chiến điện tử của quân đội Nga. Sự kiện trên diễn ra trùng với thời điểm bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất thế kỷ của NATO mang tên Steadfast Defender 2024 với số lượng binh sĩ tham gia lên đến 90.000 người. Giai đoạn chính của cuộc tập trận được thực hiện ở khu vực giáp biên giới Nga và Belarus, còn khoa mục huấn luyện trên biển diễn ra ở biển Bắc và Baltic. Nhiệm vụ chính của cuộc tập trận do NATO tiến hành là chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công của đối thủ giả định. Aviopro nhận định những biện pháp đối phó của Nga bao gồm việc sử dụng hệ thống tác chiến điện tử là một phần trong chiến lược thể hiện sức mạnh và khả năng đáp trả. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến tranh thông tin và công nghệ trong các cuộc xung đột địa chính trị hiện đại. Newsweek đưa tin, còi báo động đã vang lên khắp nước Nga khi Moscow tiến hành cuộc tập trận quốc gia mới đây. Nhưng tại thành phố quê hương của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Saint Petersburg, loa trên khắp thành phố đã bật vở opera Eugene Onegin của nhà soạn nhạc Tchaikovsky. Nga hiện đang thử nghiệm các hệ thống cảnh báo công cộng khẩn cấp trên toàn quốc 2 lần một năm, nằm trong sáng kiến được khởi động từ tháng 9 năm 2023. Các cuộc tập trận đã được tổ chức trên toàn quốc từ 10 giờ 40 phút sáng đến 10 giờ 46 phút sáng theo giờ Moscow. Tiếng còi hú sẽ phát ra từ loa phát thanh, hệ thống cảnh báo cho các doanh nghiệp, các kênh truyền hình và đài phát thanh trong khoảng thời gian đó. Nhưng ở Saint Petersburg, thay vì tiếng còi báo động, trích đoạn trong nhạc phẩm của Tchaikovsky đã được phát để mừng kỷ niệm 145 ngày tác phẩm này ra đời. Trước đó, hãng tin địa phương Fontanka đã báo cáo rằng bản nhạc này sẽ được phát trên loa thay vì tiếng báo động. Bản Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky cũng đã từng được phát sóng trên truyền hình nhà nước Liên Xô trong thời kỳ Liên Xô sụp đổ. Lần gần nhất, Nga thử nghiệm hệ thống cảnh báo công cộng khẩn cấp vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, chính quyền đã yêu cầu công chúng giữ bình tĩnh khi tiến hành cuộc tập trận. Nga cho biết các cuộc tập trận này vô cùng cần thiết để đảm bảo hiệu suất của tất cả các hệ thống hiện có, để gửi tín hiệu và thông tin kịp thời cho người dân trong trường hợp có tình huống khẩn cấp. Các cuộc thử nghiệm hôm 6 tháng 3 vừa qua đã được tiến hành khi các nhà chức trách ở ba khu vực của Nga là Belgorod, Voronezh và Kursk thông báo rằng các tỉnh này đã bị máy bay không người lái tấn công xuyên đêm. Vụ nổ lớn cũng làm rung chuyển một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Sagona, phía nam Siberia vào sáng ngày 6 tháng 3. Quân đội Thụy Điển cho biết họ đã sẵn sàng chuẩn bị gia nhập NATO, chấm dứt 200 năm trung lập và không liên kết quân sự. Thông tin được Reuters đăng tải mới đây. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Ngoại trưởng Tobias Billstrom đã đến Washington vào hôm 6 tháng 3 để hoàn thành quá trình gia nhập NATO. Thụy Điển sẽ ngay lập tức trở thành viên thứ 32 của NATO khi gửi đi tài liệu chính thức. Phát biểu tại căn cứ hải quân Berga gần Stockholm, chỉ huy hạm đội hải quân số 4 của Thụy Điển Anders Backstrom cho biết, "Tôi cảm thấy rất tốt. Đây là một hành trình dài và là một quyết định chính trị mà Hải quân Thụy Điển trong lực lượng vũ trang ủng hộ. Đây là một động thái lớn và cần thiết trong chính sách quốc gia của Thụy Điển, đồng thời cũng cần thiết trong môi trường an ninh ở khu vực châu Âu của chúng ta." Nga trong nhiều năm qua đã cảnh báo Thụy Điển và Phần Lan rằng họ không nên tham gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Nhưng chiến dịch của Moscow ở Ukraine đã khiến hai quốc gia này nộp đơn xin gia nhập NATO. Thụy Điển đã tăng cường hợp tác với NATO trong những thập kỷ gần đây, đóng góp vào các hoạt động ở những nơi như Afghanistan. Tư cách thành viên của nước này được thiết lập để đơn giản hóa việc lập kế hoạch và hợp tác quốc phòng ở sườn phía Bắc của Liên minh. Là một thành viên của NATO, Thụy Điển cùng với các tàu ngầm tiên tiến của nước này phù hợp với việc hoạt động ở biển Baltic và máy bay chiến đấu Gripen cũng sẽ là một liên kết quan trọng giữa Đại Tây Dương và các quốc gia Baltic trong thời kỳ khủng hoảng. Nga cho biết, nước này sẽ áp dụng các biện pháp quân sự, kỹ thuật và các biện pháp khác để đối phó với việc Thụy Điển gia nhập NATO. Thưa quý vị, vụ rò rỉ bản ghi âm về cuộc thảo luận giữa các sĩ quan cấp cao của Không quân Đức về những bí mật quân sự liên quan đến cuộc chiến Ukraine tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Theo đài RT, Đại sứ Đức tại Anh Miguel Berger vừa bác cáo buộc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace rơi vào bẫy của Nga khi đổ lỗi cho Berlin trong vụ việc này. Theo báo cáo của Politico, ông Wallace, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh,
từ năm 2019 đến năm 2023 đã chỉ trích Đức về vụ rò rỉ bản ghi âm. Ông cho rằng nước Đức đã bị tình báo Nga xâm nhập nhiều lần và điều đó chứng tỏ rằng đất nước này không an toàn cũng như không đáng tin cậy. Đại sứ Đức tại Anh, Berger, đã đáp trả, mô tả nhận xét trên là cực kỳ vô lý. Trong cuộc phỏng vấn của BBC Radio, nhà ngoại giao nói đây là điều Nga mong muốn khi họ công bố đoạn ghi âm về cuộc thảo luận qua điện thoại. Ông nhấn mạnh, cuộc nói chuyện đó rất chuyên nghiệp nhưng chúng ta cần thận trọng để không rơi vào cái bẫy của Nga với mục đích gây chia rẽ. Đáng tiếc rằng một số người đã rơi vào bẫy. Theo đại sứ Berger, chính phủ Đức không cần xin lỗi về vụ rò rỉ. Kết quả sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ việc là do lỗi cá nhân của một số các sĩ quan. Hôm 1 tháng 3, đài RT của Nga đã công bố đoạn ghi âm dài gần 40 phút. Trong đó, các sĩ quan Đức thảo luận về việc sử dụng tên lửa Taurus để tấn công cầu Crimea. Họ cũng nhắc đến một số bí mật quân sự của Anh, bao gồm cách thức London vận chuyển tên lửa Storm Shadow tới Ukraine và quân đội Anh đã được triển khai ở quốc gia Đông Âu này. Theo Kiev Independent, một tòa án ở thành phố Rostov-on-Don, Nga đã tuyên án 20 năm tù đối với Dmytro Yevhan, một binh sĩ Ukraine bị bắt khi bảo vệ nhà máy luyện thép Azovstal ở Mariupol. Yevhan phục vụ trong lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và đã mất cả hai tay trong trận chiến Mariupol. Anh đối mặt với nhiều cáo buộc theo Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, bao gồm ngược đãi tù nhân chiến tranh, âm mưu giết người, tuyên truyền hoạt động khủng bố và chiếm đoạt quyền lực bằng vũ lực. Theo bản cáo trạng, Yevhan bị cho là đã gây thương tích và chế nhạo một binh sĩ Nga bị bắt tại Donetsk tên là Viktor Klubatis. Anh thừa nhận và xin lỗi về hành vi này. Quân nhân Nga không yêu cầu truy tố. Tuy nhiên, Yevhan đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi khủng bố, khẳng định anh hành động để bảo vệ đất nước và tuân thủ mệnh lệnh quân sự. Ban đầu, các công tố viên Nga đã yêu cầu bản án 24 năm cho Yevhan. Chính phủ Nga chưa bình luận về thông tin. Pravda đưa tin Liên đoàn quần vợt quốc tế ITF đã bật đèn xanh cho các vận động viên Nga và Belarus tranh tài tại Olympic và Paralympic 2024 ở Paris, Pháp với tư cách trung lập. Theo thông tin trên trang web của ITF, các tay vợt sẽ được phép thi đấu tại Thế vận hội mùa hè này nếu họ đáp ứng được điều kiện về tính trung lập của Ủy ban Olympic và Paralympic quốc tế, cũng như các yêu cầu theo quy định hiện hành của ITF. ITF nhấn mạnh quyết định của họ phù hợp với phần lớn các liên đoàn thể thao quốc tế liên quan đến thi đấu cá nhân và tư cách tham gia Thế vận hội Paris 2024. Đồng thời phản ánh chính sách hiện tại của quốc tế trong môn quần vợt được áp dụng từ tháng 3 năm 2022. Olympic 2024 dự kiến diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8, trong khi Paralympic tổ chức từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Liên quan đến căng thẳng ở Biển Đông sau các vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và Philippines gần đây, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ bảo vệ quyền lợi của mình một cách chính đáng theo luật pháp và sẽ có biện pháp đối phó thích hợp với những hành động khiêu khích. Thông tin được AFP đăng tải. Bình luận được ông Vương đưa ra trong cuộc họp báo bên lề kỳ họp lưỡng hội ở Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 3. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nhấn mạnh, về tranh chấp trên biển, Trung Quốc luôn duy trì mức độ kiềm chế cao. Nhưng chúng tôi không cho phép sự thiện chí của mình bị lạm dụng hay chấp nhận các hành vi xuyên tạc và cố tình vi phạm luật biển. Ngoài ra, ông Vương còn cảnh báo một số quốc gia bên ngoài khu vực không gây rối hay chọn phe ở Biển Đông. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN trong nỗ lực sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và đảm bảo rằng Biển Đông là vùng biển hòa bình và hợp tác, nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm. Cũng trong bài phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp Quốc hội thường niên ngày 7 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Mỹ tiếp tục nhận thức sai lầm về Bắc Kinh và vẫn chưa thực hiện được những cam kết đưa ra. Thông tin được Reuters đăng tải. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết các cuộc trao đổi giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ có thể tiếp tục nếu cả hai bên tôn trọng và thừa nhận sự khác biệt của nhau. Chúng tôi phải chỉ ra rằng Mỹ tiếp tục nhận thức sai lầm về Trung Quốc và không thực hiện những cam kết họ đã đưa ra, mà liên tục tìm những phương thức mới để đè nén Trung Quốc. Ông Vương nói tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp Quốc hội thường niên ở Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 3. Theo ông, Mỹ đang không ngừng nối dài danh sách các lệnh trừng phạt đơn phương nhắm vào Trung Quốc và những hành động của Washington đã đến mức không thể tin nổi.
quan hệ Mỹ-Trung những năm gần đây rơi xuống mức thấp nhất sau nhiều thập kỷ vì các vấn đề Đài Loan, cạnh tranh công nghệ, thương mại và việc khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ. Căng thẳng đã hạ nhiệt phần nào sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11 năm 2023. Song mức độ cải thiện không đáng kể, đặc biệt trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang nỗ lực kiềm chế, trấn áp chính sách công nghiệp và phát triển công nghệ cao của nước này. Cũng tại cuộc họp hôm 7 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Bắc Kinh và Moscow, nói hai nước đã thiết lập hình mẫu mới cho mối quan hệ giữa các nước cường quốc hoàn toàn khác thời kỳ chiến tranh lạnh. Ông Vương cho biết, quan hệ Trung-Nga dựa trên cơ sở không liên kết, không đối đầu và không nhắm vào bên thứ ba. Theo Newsweek, quân đội Trung Quốc mới đây đã chia sẻ những hình ảnh mới về máy bay ném bom chiến lược H-6 của nước này. Phương tiện hiện đang được triển khai trong cuộc tập trận tại chiến khu miền đông của đất nước. Trên mạng xã hội Weibo, quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, chỉ huy đã ban hành lệnh bay, nhiều loại máy bay chiến đấu đã lần lượt lao đến không phận mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mặt đất. Hiện tại, một đơn vị hàng không nhất định của Không quân Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông đã tổ chức huấn luyện bay tại nhiều sân bay. Trên sàn đấu địa chính trị của châu Á, các phiên bản hiện đại của hệ máy bay H-6 bao gồm H-6K, H-6J và H-6N đang được chú ý gần đây. Thế hệ máy bay này đã đi đầu trong việc phòng thủ chiến lược của Trung Quốc. Ông Rick Zhou, một chuyên gia về quân đội Trung Quốc, đã viết trên tờ The Diplomat rằng H-6K và H-6N có khả năng mang nhiều loại bom, trong khi đó H-6J hoạt động như một máy bay giám sát. Máy bay ném bom H-6K được biết là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo những hình ảnh được quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đăng tải vào ngày 1 tháng 3, máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận tại Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông. H-6K thuộc họ máy bay ném bom, được sản xuất bởi công ty sản xuất máy bay Trung Quốc Xi'an Aircraft, đã được triển khai để đối phó Đài Loan ở Biển Đông và các khu vực biên giới của Ấn Độ. Các máy bay ném bom này đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động bao vây đảo Đài Loan, tiếp cận không phận gần Nhật Bản và tuần tra trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Loạt máy bay H-6 cũng đã tô điểm cho các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc trong thập kỷ qua, nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính biểu tượng cùng với vai trò hoạt động của chúng. Vào năm 2021, máy bay ném bom H-6K đã xuất hiện ở Tân Cương gần khu vực biên giới với Ấn Độ trong một chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Báo cáo thường năm của Bộ Quốc phòng Mỹ về Trung Quốc vào năm 2021 cho biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tung ra số lượng lớn máy bay H-6K, một phiên bản được hiện đại hóa từ H-6. Máy bay này tích hợp vũ khí đối lập và có động cơ phản lực hiệu quả hơn cho việc tấn công tầm xa. H-6K có thể mang theo 6 tên lửa hành trình tấn công mặt đất, mang lại cho quân đội Trung Quốc khả năng tấn công tầm xa chính xác, có thể tấn công các mục tiêu trong chuỗi đảo thứ hai từ các sân bay tại Trung Quốc đại lục. Trên toàn cầu hiện nay chỉ có 3 quốc gia có đội máy bay ném bom chiến lược, đó là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Cùng chuyển sang các tin tức nổi bật về an ninh trật tự, xã hội, thể thao và văn hóa. Thưa quý vị, một số cuộc đụng độ giữa nông dân và cảnh sát đã nổ ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối các quy định môi trường nghiêm ngặt của EU và ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine chưa hạ nhiệt. Hàng ngàn nông dân đã biểu tình bên ngoài văn phòng Thủ tướng Donald Tusk trước khi tuần hành về phía tòa nhà Quốc hội để yêu cầu chính phủ ngừng nhập khẩu nông sản Ukraine và đình chỉ thỏa thuận xanh của EU. Người biểu tình đốt lốp xe và pháo sáng trước văn phòng Thủ tướng, trong khi ở ngoại ô thủ đô họ chặn đường gây gián đoạn giao thông. Cảnh sát đã triển khai lực lượng chống bạo động để ngăn chặn đám đông biểu tình. Một số cá nhân quá khích ném đá và pháo về phía nhân viên an ninh. Đáp lại, cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn gây choáng để trấn áp. Bộ trưởng Nội vụ Maxim Kierwinski thông báo 23 người biểu tình đã bị bắt giữ. Trong khi đó, cảnh sát thủ đô cho biết tổng cộng 13 sĩ quan đã bị thương, bao gồm một trường hợp bị chấn thương đầu nghiêm trọng. Theo người phát ngôn chính quyền thủ đô Warsaw, khoảng 30.000 người đã xuống đường biểu tình. Một nhà hoạt động nói với hãng tin AFP, việc bắt nông dân phải tuân thủ những quy định phi lý sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ và làm gia tăng chi phí sản xuất cũng như giá thành sản phẩm. Ngoài biểu tình ở thủ đô, nông dân Ba Lan cũng chặn toàn bộ cửa khẩu ở biên giới với Ukraine. Họ cho rằng việc nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ và những sản phẩm khác đang triệt đường sống của họ. Kiev phủ nhận bán ngũ cốc ở Ba Lan, cáo buộc những người biểu tình làm tổn hại nền kinh tế Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.
Ở Mexico, một nhóm biểu tình đã dùng ô tô phá sập cửa phủ tổng thống để đòi công lý cho hàng chục sinh viên mất tích ở nước này vào năm 2014. Thông tin được các phương tiện truyền thông địa phương đăng tải. Video do các đài truyền hình Mexico đăng tải cho thấy, người biểu tình đã lái chiếc xe bán tải màu trắng lao vào cửa tòa nhà cung điện quốc gia tại thủ đô Mexico City, khi Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đang tổ chức họp báo thường kỳ bên trong. Cảnh sát ngay lập tức được điều động đến hiện trường sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Cơ quan thực thi pháp luật cũng dựng rào chắn bên trong cung điện nhằm ngăn chặn người biểu tình tràn vào. Hơn 100 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài phủ tổng thống. Theo truyền thông địa phương, một số người liên quan đã bị bắt giữ. Khi được yêu cầu bình luận về cuộc biểu tình tại họp báo, Tổng thống Obrador mô tả sự việc là một hành động khiêu khích rõ ràng, song cam kết ông sẽ không đàn áp người biểu tình. Nhà lãnh đạo nói thêm, cánh cửa đã được sửa chữa và không còn bất kỳ vấn đề nào. Theo ông Obrador, những người biểu tình sẽ có cuộc gặp với các thành viên trong chính phủ của ông. Tổng thống cáo buộc các nhóm nhân quyền chống chính phủ đang thao túng người biểu tình và không muốn sự thật được phơi bày. Ông Obrador cũng chỉ trích luật sư đại diện phụ huynh của các sinh viên mất tích không cho ông đối thoại với họ. Ông nhấn mạnh chính phủ đang tiếp tục điều tra và tìm kiếm những người mất tích. Ông sẽ gặp gỡ gia đình các nạn nhân vào thời điểm thích hợp. Tổ chức nhân quyền Agustin Pro Jurares, đại diện thân nhân của các sinh viên mất tích, đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Obrador. 43 người được báo cáo mất tích sau khi một nhóm sinh viên trưng dụng 5 xe buýt để đến thủ đô Mexico City tham gia biểu tình, nhưng bị những quân nhân biến chất ở thành phố Iguala, bang Guerrero chặn lại và giao cho một băng đảng ma túy. Công tố viên cho rằng băng đảng này đã nhầm nhóm sinh viên là tổ chức đối địch. Một báo cáo được công bố vào tháng 1 năm 2015 dưới thời cựu tổng thống Enrique Peña Nieto cho biết băng đảng đã sát hại những sinh viên. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cũng như chuyên gia độc lập từ Ủy ban Nhân quyền Liên bang Mỹ bác bỏ báo cáo này. Năm 2022, Ủy ban điều tra sự thật do chính phủ Mexico thành lập khẳng định quân đội cũng phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Nhiều nghi can đã bị bắt giữ, bao gồm cả quân nhân và một cựu bộ trưởng tư pháp. Cho đến nay, mới có thi thể của 3 nạn nhân được xác định. Reuters đưa tin số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng nhanh ở Brazil những ngày qua, đặt ra thách thức lớn cho kế hoạch tiêm chủng diện rộng của quốc gia Nam Mỹ. Theo Bộ Y tế Nam Mỹ, Brazil đã đạt 1 triệu ca mắc sốt xuất huyết tính đến đầu năm 2024, với 214 ca tử vong. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Brazil Renato Cofori cho biết lượng vaccine hạn chế đang ngăn cản nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, khiến cho số ca mắc sốt xuất huyết đang liên tục tăng trên phạm vi lớn. Kế hoạch tiêm chủng quốc gia tập trung vào các khu vực có tỷ lệ lây truyền cao nhằm hạn chế sự lây lan. Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ chỉ nhận được 6 triệu liều vaccine sốt xuất huyết mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Theo ông Cofori, con số này chỉ đáp ứng được cho 13% dân số Brazil. Bên cạnh đó, sự thay đổi về thời tiết là nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển của virus lây bệnh sốt xuất huyết. Điều kiện thời tiết làm tăng số ca mắc bệnh. Thực tế, sự nóng lên toàn cầu và nền nhiệt cao trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình này. Ở mặt khác, Brazil đang có đến 3 chủng virus gây dịch sốt xuất huyết loại 1, 2 và 4, khiến tình hình càng thêm khó kiểm soát. Trong động thái mới nhất, giới chức y tế Brazil đang khẩn trương phát triển chương trình nhân giống loại mũi mang vi khuẩn Wolbachia làm gián đoạn quá trình truyền bệnh, giúp các thành phố ngăn chặn dịch sốt xuất huyết. Thưa quý vị, phiên bản mới, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt kinh điển thuộc trào lưu Arte Povera với tên gọi Venus of the Rags, tạm dịch Vệ nữ bên đống bụi nhùi, vừa được khánh thành ở Naples, miền Nam nước Ý, sau khi bị tàn phá từ trận hỏa hoạn năm ngoái. Thông tin được Reuters đăng tải. Venus of the Rags là tác phẩm của nghệ sĩ đương đại nổi tiếng người Ý Michelangelo Pistoletto. Tác phẩm gốc được tạo ra năm 1967 và những phiên bản khác được trưng bày ở các bảo tàng trên khắp thế giới. Phiên bản mới được làm bằng vật liệu chống cháy, ra mắt tại quảng trường Piazza del Municipio, thành phố Naples. Họa sĩ Pistoletto, 90 tuổi, đã tài trợ hoàn toàn cho tác phẩm phiên bản mới và trao tặng vĩnh viễn cho thành phố miền Nam nước Ý. Venus of the Rags truyền tải thông điệp về vẻ đẹp vĩnh cửu qua hình tượng thần Venus trong thần thoại La Mã, đặt trước một núi quần áo cũ, tượng trưng cho bối cảnh suy thoái xã hội và phê phán chủ nghĩa tiêu dùng ngày nay. Tác phẩm cũng là biểu tượng cho trào lưu nghệ thuật Arte Povera, nghệ thuật nghèo,
mà Michelangelo Pistoletto là ngọn cờ tiên phong. Trước đó, tác phẩm này đã bị các thành phần quá khích tấn công và đốt phá. Số tiền quyên góp từ cộng đồng sau vụ cháy đã được sử dụng để tài trợ cho các dự án phi lợi nhuận, hỗ trợ người khuyết tật và các tù nhân nữ. Cũng theo Reuters, các thành viên đội tuyển cricket Anh là Ollie Pope, Johnny Bairstow và huấn luyện viên Marcus Trescothick mới đây đã có dịp gặp người lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma ở thành phố ven đồi Dharamsala, Ấn Độ. Các thành viên đội tuyển Anh đã đến ngôi đền ở Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, nơi họ được diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, bắt tay và chụp ảnh lưu niệm cùng người đứng đầu Phật giáo Tây Tạng. Đội tuyển Anh đang chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của series Test Cricket trước chủ nhà Ấn Độ vào cuối tuần này. Lần gần nhất, đại diện Nam Á đã phá 3 tam trụ môn để thắng trong loạt test ở Ranchi trước các vị khách. Trước đó, tuyển Anh đã thắng trận đầu tiên tại Hyderabad và đặt mục tiêu kết thúc chuỗi series test bằng một trận thắng thuyết phục. Thưa quý vị, vườn thú lớn nhất Vương quốc Anh, Whipsnade, vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về nhím con 3 tuần tuổi tên Dakari thuộc loài nhím kép có kích thước lớn nhất thế giới và bắt nguồn từ châu Phi. Đoạn video ghi lại cảnh nhím con đang chơi đùa cùng các thành viên trong gia đình. Chú nhím con 3 tuần tuổi được đặt tên là Dakari, thuộc nhím kép. Tên khoa học là Histes africosophralis, loài gặm nhấm sống về đêm có nguồn gốc tự nhiên ở Trung và Nam Phi. Chúng là loài nhím lớn nhất thế giới và là loài gặm nhấm lớn thứ hai ở châu Phi. Nhím mẹ Kimia đã sinh con tại vườn thú Whipsnade cách London 53 km vào ngày 13 tháng 2 vừa qua. Nhím trong tự nhiên là loài săn mồi và đào bới lão luyện, nhưng đang đối mặt với mối đe dọa của nạn săn bắt và môi trường sống bị thu hẹp. Vào mùa sinh sản, những con nhím trưởng thành ghép cặp cùng nhau, chung sống trọn đời và nuôi dưỡng con cái. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức quốc tế cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. This morning, thank you all for tracking the Department of Defense conducted another airdrop of humanitarian assistance into Gaza. 3 U.S. C-130s dropped 60 bundles with a total of more than 36,000 meals ready to eat. We were joined in this endeavor by several Jordanian aircraft as well. As President Biden has said, this will be a part of a sustained effort with our international partners to scale up the amount of life-saving aid that we're getting into Gaza. And as I said last week, we're exploring other channels to get aid into Gaza, including a maritime route. To that end, we're looking at both military and commercial options to move assistance by sea. There's still an awful lot of work that's being done on this to flesh it out. Of course, we're also going to continue to urge Israel to facilitate more trucks and more routes, opening up more crossings so that more aid can get into people in need and increase that flow. The best and most efficient way to get aid in to people in a confined space like that, in a very urban environment, is on the ground. I mean, yes, you can move more volume in ships, whether they're military or commercial ships, but eventually that stuff has to get ashore, then has to get loaded onto vehicles and then trucked in, right? So the trucks are the best way to do that, and that's why we've been working so hard to try to increase the flow. And the flow just hasn't been enough to meet the need, and as the war has progressed, the need has gotten obviously much more dire. So it's not like we, even though we're just now talking about airdrops, it's not like the idea of airdrops just happened, just dropped out of the sky. It's been something we've been talking about for quite some time, and the maritime route as well. The maritime route, yes, it can move more volume at sea, but it also is going to require a heavier logistics lift and some infrastructure ashore, and very much going to need the support of allies and partners. And so those discussions are ongoing. We have an opportunity for an immediate ceasefire that can bring hostages home, that can dramatically increase the amount of humanitarian assistance getting into Palestinians who so desperately need it, and can also set the conditions for an enduring resolution. And it is on Hamas to make decisions about whether it is prepared to engage in that ceasefire. But throughout, including the original ceasefire that we were able to achieve last year that brought hostages home and created a week's quiet, humanitarian assistance doubling during that time, Qatar played, along with Egypt,
the critical role in getting us to that point, and it continues to do so now. And I'm grateful for that on behalf of the United States. It's also urgent, irrespective of ceasefire, to dramatically increase the humanitarian assistance that's getting to people inside of Gaza. The situation for children, for women, for men who are caught in this crossfire Hamas is making inside of Gaza is unacceptable and unsustainable. Israel has to maximize every possible means, every possible method of getting assistance to people who need it. The United States will continue to strongly support those efforts, along with many other countries around the world. But it requires more crossings, it requires more aid getting in, and once that aid is in, it requires making sure it can get to the people who need it. So we will continue to press that every single day because the situation as it stands is simply unacceptable. We thank you for all your support and partnership throughout the process of the negotiations of bringing the hostages back and reaching a ceasefire and alleviating the humanitarian situation in Gaza. I just wanted to reiterate in front of you, Mr. Secretary, Qatar, United States, and our partners will be always persistent to make sure that this deal happens, despite whoever is trying to undermine the efforts of bringing peace. We want to bring peace. We want to see an end of the humanitarian suffering. We want to see the hostages back with their families. And hopefully today will present us an opportunity to discuss further in details about the development on that front and on the bigger picture, and of course ultimately hoping to reach a just solution for the Palestinian people also to get their own state at the end of the day. Thank you very much, Mr. Secretary. Thank you for being a great partner and a great friend. We are facing a situation of dreadful suffering in Gaza. There can be no doubt about that. I spoke some weeks ago about the danger of this tipping into famine and the danger of illness tipping into disease, and we are now at that point. People are dying of hunger. People are dying of otherwise preventable diseases. Partner, Lord Ahmed. We've had a whole set of things we've asked the Israelis to do, but I have to report to your Lordship's House that the amount of aid that got in February was about half what got in January. So patience needs to run very thin, and a whole series of warnings need to be given, starting, I hope, with the meeting I have with Minister Gantz when he visits the UK tomorrow. We've set out very clearly a set of five asks which need to be put in place. 安理会的表决结果清楚表明，在加沙停火问题上，绝大多数安理会成员意见一致，而美国却独家滥用否决权，扼杀了安理会的共识。这已引起国际社会的普遍不满。我们敦促以色列停止诋毁两国方案的做法，停止侵蚀两国方案的基础， 停止推进非法定居点活动。Australia is fully committed to cooperating with you within the framework of ASEAN and through crucial bodies like the East Asia Summit and APEC. I hope that you leave Australia with a deeper understanding of Australia's commitment to our region and our optimism for its future. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. $1.5 billion is not a lot of money when it comes to the defense industry, but it can still work as an incentive, as a bonus, as what makes member states come together, because the real funding for a stronger defense comes from member states. And that funding will increase over the years to come. So what we can do here is to enable that funding to be spent in a better way, that we get more value for money,
and that more, relatively speaking, is being spent in Europe as well. I think that is the perspective that we have here. And with war on our borders, if not now, then when? I will only... First, we need to get the transatlantic balance right. Irrespective of electoral dynamics in the US, we must take more responsibility for our own security, while, of course, remaining fully committed to our NATO alliance. An improved ability to act will make us a stronger ally. I believe that Europe is ready to step up further. When doing so, member states will invest also in economic prosperity, job creation, technological innovation in Europe, all while ensuring interoperability with NATO. Maybe you will remember that 2 years ago, when presenting the strategic compass, I said Europe is in danger. Well, I'm sorry, I was right. Europe was in danger and is still more in danger. Peace is no more a given, unhappily. The war is at our borders. And the Russia war of aggression has brought a great sense of urgency to step up our industrial defense capacities. The European Union is not a military alliance, but the treaties express to build a common security defense policy. And part of this defense policy is to have a good, sufficient, efficient industrial basis. Tiefe Freundschaft, Verbundenheit drückt sich nicht darin aus, dass man immer einer Meinung ist. Wenn man inner einer Meinung ist, dann stimmt irgendwas nicht, weil es gibt, glaube ich, niemanden auf der Welt, der komplett ihrer Meinung ist oder meiner Meinung ist. Das wäre auch zutiefst langweilig. Tiefe Freundschaft drückt sich vor allen Dingen darin aus, dass wenn man unterschiedlicher Meinung ist, man weiter an einem Strang zieht und einen nichts trennen kann. Und das ist die tiefe Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Wichtig ist, auch das habe ich gestern in meinem Gespräch deutlich gemacht, wir wollen, dass Bosnien und Herzegowina als ganzes Land in die Europäische Union geht. Wir haben erlebt, Sie haben das hier auf brutale Art und Weise erlebt, wir erleben es auch dieser Tage. Das größte Gift für die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit, ist das gewaltsame Ändern von Grenzen. Spaltungsfantasien, die auf diesem Weg Steine für die Menschen hier in Bosnien und Herzegowina auf ihrem Weg in die europäische Integration entgegenlegen, die werden wir klar benennen. Weil nur ein gemeinsames, ein geeintes Bosnien und Herzegowina sich auf den Weg in die Europäische Union machen kann. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time. We've watched our country take a great beating over the last 3 years, and nobody thought a thing like this would be possible. We wouldn't have Russia attacking Ukraine. We wouldn't have Israel being attacked. Iran, as you know, was broke when I was running things. They were broke. They didn't have money for Hamas. They didn't have money for Hezbollah. We had no inflation. Inflation is destroying the middle class. It's destroying everything. Inflation, if you look back over the history, hundreds of years back, it's called inflation. It's called a country buster. And that's what it's doing to our country. What's happened with inflation has been unbelievable. A lot of people say, a lot of experts have said, the stock market's the only thing that's doing well, and that's doing well because our poll numbers are so much higher than Joe Biden's.
The things that are happening now are unthinkable, and they're unthinkable at the border. We have millions of people invading our country. This is an invasion. This is the worst invasion probably. We've never had anything like it. No country has ever had anything like it. The number today could be 15 million people. And they're coming from rough places and dangerous places. And we had that shut down. We had everything going so beautifully. We are going to do it right. We're going to have the greatest economy ever in the history of our country. We're going to top what we did. We're going to become an energy center of the world. We're ready to become energy dominant, and they stopped that. They stopped that, but we're going to become energy dominant. We're going to pay off debt. We're going to do things that nobody thought was possible. You know, we hadn't done our second phase of the tax cuts. Well, we did the tax cuts. The Democrats fought us very hard. And now they say, well, I guess that was pretty good because we took in much more revenues after we cut taxes. And then we did all of those regulation cuts and people were working and everybody was happy and we were all proud of our country. But we're going to win this election because we have no choice. If we lose the election, we're not going to have a country left. We have to get the criminals out. We have many, many criminals that have entered our country. We have people coming in from such bad places, and we're going to have to get them out. We have murderers that are being deposited into our country. We have drug dealers at the biggest and highest levels that are coming into our country. We have people coming into our country that just shouldn't be here. But many, and I say many, large percentages, they come in through the caravans, they come in many different ways. Now we find out again, they come in through airplanes, we send them in. This is crazy. But they come into our country, we're going to stop them. We're going to close our borders. We're going to have to deport a lot of people, a lot of bad people, because our countries can't live like this. Our cities are choking to death. Our states are dying. And frankly, our country is dying. And we're going to make America great again, greater than ever before. Thank you very much. It's been a big night. Thank you very much. Thank you.